xin kính chào quý bà con nông dân hiện tại công ty Việt Nam nông nghiệp sạch đang hỗ trợ các bà con nông dân trồng lan và các anh chị chơi lan trên cả nước trị bệnh thối đen trên cây lan do nấm phytophthora gây ra để được hỗ trợ tốt hơn quý bà con nông dân để lại số điện thoại bên dưới phần bình luận hoặc gọi về số điện thoại hotline 0919 817 033 để được đội ngũ kỹ sư nông nghiệp tư vấn kỹ thuật miễn phí